lên ga là trên cho anh em. Lại những món mà kiếm ha, còn những món thịnh hành kia thật anh em đã biết là có rất nhiều rồi ha, là những món mà kiếm hiếm gặp lắm. Đây là cái súng dự bị mà tập đã muốn giảm cấp mấy lâu nay. Là tập sẽ mở niêm phong ra cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Đúng đúng cây tháo xe nha anh em, không bùa phép nha. Đúng hàng tháo xe. Xem nha, xem nè, xem nè. Từ từ cho anh em xem. Gam làm từ từ gì nó mới hấp dẫn, mình cảm giác nó hấp dẫn chứ đưa anh em coi cái một luôn không hấp dẫn. Từ từ thôi, cũng là hàng hiếm nữa chứ không phải là hàng. Hàng mà dễ mua dễ tìm nha anh em. Bóng bóng thấy hình của bác Hồ luôn. Đúng hàng tháo xe. Hàng tháo xe thì cái này còn xanh nè. Đó. Nhưng mà bên này nó hơi gỗ tí nha anh em, tại vì đồ tháo xe mà. Đúng đồ điên tháo xe. Chưa
chưa mất chày gì dưới lường luôn nha anh em, chưa mất chày luôn nha. Đây cây đại bác AK 99, cây này rất dữ. Đây cũng là 99. Dưới lường cũng chưa mất. Cổ còn xanh. Bên này cũng hơi bị gỗ nhẹ và móp nhẹ ở cần cổ một tí. Móp nhẹ một tí đây nha anh em. Và cây thứ ba cũng là 99. Dưới này cũng chưa móp. Cổ thì gỗ, hơi gỗ nhẹ. Nhưng mà chưa có hiện tượng hàn gì hết nha anh em. Rồi thì Thạch quảng cáo những món đồ pin này cho anh em. Thì Thạch thấy những anh em tìm săn đón rất là nhiều, cho nên Thạch cũng cố gắng sưu tập để mà về chia lại cho anh em. Thì đồ thật xem và sưu tầm là đúng đồ riêng, anh em xem không bao giờ bị lầm. Đây là một cặp dành 98, hàng cực hiếm. 98 trùng năm trùng tháng 98, hàng cực hiếm nghe anh em. Đặc biệt hiếm hơn nữa là chưa có bị lủng nhâm và hiếm hơn nữa là bên trong chưa xét. Lại 99, hàng cũng rất hiếm, trùng năm trùng tháng. Và bên trong chưa lủng. Bên trong còn cực đẹp. Mấy đồ theo xe mười mấy hai chục năm vậy là ok lắm rồi đó anh em. Tiếp theo cũng là 99, hai cái khác tháng nhưng trùng năm. Bên trong chưa có xi lại, đã có sơn chống xét nhưng mà chưa bị lủng nha anh em. Thạch mua thạch lựa kỹ lắm, coi rất là kỹ, chưa lủng. Tại xét hơi đen cho nên sơn chống xét lên thôi chứ chưa có lủng. Bên ngoài còn cực đẹp, 20 năm như vậy là ok lắm rồi. Còn anh em nào mà muốn dành sáng hơi mua dành KK Thăng Long xài được Thạch, hoặc là dành Union đi, chứ đồ pin như vậy là quá ok rồi. Và đây còn một cặp 2000, bên ngoài nhìn khá đẹp. Và
Dạ bên trong cũng chưa có lủng nha anh em. Dạ cũng đã sơn chống xét, chưa có xét lủng nha. Đặt coi cũng rất kỹ à, chưa xét lủng à. Rồi, bung cặp dành, ba cây bồ đã xong. Và đây là ba cái yên bóng. Da yên bóng theo xe 99 thì lộn, theo xe xì bo đến hôm nay là được mười mấy 20 tuổi. Da yên cực bóng, thằng lằn bám vô sẽ té gãy tay, ngồi sẽ có cảm giác mát mông và êm ái. Cái này dướng nè, cái này mà cũng cái nổi chữ vàng luôn. Bóng rồi, và đây là cặp phuộc nước sơn riêng của xe xì bo đời 99 2001 2002 gì đưa vô xài cũng được, nó hơi khác màu sơn tí xíu nhưng mà đặc biệt 99 2000 là ok, 98 99 2000 ok. Nè anh em coi thấy không, cái này là trước thạch có ốp rồi, giờ thạch giới thiệu lại thôi. Và đây là gấp xe xì bo 99 nước sơn riêng, còn cực đẹp. Hàng cực hiếm, hiếm như lắm, hiếm luôn. Gấp mà mua gấp mới còn khó nữa, kiếm cái gấp kim gã mà còn sơn đẹp gì kiếm đâu ra. Rồi, thì thạch đã quảng cáo xong những món đồ mà anh em săn nhiều nhất ở thị trường hiện nay, thì rất là nhiều anh em gọi lại cho thạch để hỏi mua những món này. Cho nên thạch làm cái clip này ra để cho anh em, những anh em nào đang cần những món gì mà thạch đang có thì thạch sẽ chia lại cho anh em, để cho anh em có cái để mà vô cho một cái con xe của mình, hay gọi là cái con ngựa quý của mình được chuẩn và được thế nào gọi là đẹp. Rồi thì những anh em nào mà có những đồ riêng này nè như vậy á, cần bán thì hãy alo cho thạch qua số điện thoại 0868 911 335. Thạch đọc lại nha, 0868 911 335. Và những anh em nào có cần mua những món này về để vô con xe của mình cho nó đẹp thì cũng hãy liên hệ qua của thạch, liên hệ với thạch qua số điện thoại đó. Rồi thì clip này tới đây xin kết thúc. Thạch xin chào tạm biệt các anh em đam mê, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhé.